và sân giải ra thì còn nhiều loại tế bào gan nữa, thì đấy là cái nhảy vi thể để chúng ta thấy cấu trúc của gan bình thường. Một cách minh họa thì chúng ta sẽ thấy đây là một sáu tế bào gan bình thường. Các vị trí tiếp theo này chúng ta sẽ nhìn thấy các vi khuẩn mà sản xuất ở đây. Đây là mạch máu, trong mạch máu thì có tế bào mô, tế bào Kupffer, thì đây là cái khoảng gian bào, cái khoảng ít này nằm giữa mạch máu và tế bào gan. Chúng ta nhìn thấy trên bề mặt của cái tế bào gan này cũng có cái rãnh, cái khe ở đây. Chúng ta học nhớ lại về mặt mô thì học sinh kính học thì đây chính là cái gì ạ? Các cái receptor, các cái bơm của màng tế bào. Cái chuỗi polypeptide này nó có tác dụng là khi mà nó kết hợp với cái bơm này, nó hai loại ở màng tế bào. Nó khi mà kết hợp với cả thuốc đối quang tử thì cái kênh vận chuyển này nó sẽ đưa cái polypeptide từ ngoài vào trong qua hai loại bơm. Bơm thứ nhất là bơm OATP, chúng ta nhớ là bơm O, nó sẽ đưa thằng này đưa polypeptide từ trong khoảng gian bào vào trong tế bào. Cái bơm thứ hai là bơm M, là nó đưa cái chất đấy, chất đối quang tử chúng ta từ trong tế bào gan vào trong vi khuẩn mật. Như vậy các loại bệnh lý mà gây đột biến các cái gen ảnh hưởng đến những cái bơm này thì nó sẽ gây ra cái chuyện là tăng hấp thụ hay giảm hấp thụ hay là không hấp thụ cái gadolinium của chúng ta. Đây chi tiết hơn chúng ta thấy bơm ở màng tế bào để gắn kết với cả gadolinium ấy, bơm O này thì nó lại có hai loại nữa, một loại là hai chiều vận chuyển, hai chiều bơm này là vận chuyển hai chiều, chúng ta thấy còn mũi tên hướng vào và hướng ra. Một loại bơm khác thì lại chỉ có một chiều thôi, và các loại bơm M là cái bơm mà vận chuyển từ trong vào tương vào trong cái quả mật này. Thì những loại bơm này người ta hiện nay người ta đang nhuộm hóa mô miễn dịch để người ta xác định được những cái bơm này ở trong tổn thương. Nếu như ở đây các bác sĩ nó giải phẫu bệnh thì chúng ta đều biết được là người ta nhuộm để ta đánh giá xem cái mức độ tổn thương bộc lộ các cái bơm này ở trên tế bào gan như thế nào. Người ta nhuộm mô miễn dịch là người ta có thể đạt được cái mức độ, người ta dựa vào cái này để ta đánh giá cái độ chuyển hóa của ung thư, của khối u, của tổn thương. Và chúng ta sẽ thấy trong những slide sau thì cái cơ chế vận chuyển của gadolinium pyruvate thì đầu tiên là trong mạch máu ở đây, đây là khoảng ít khoảng đan vào, và đây là tế bào gan, bốn tế bào gan. Thế thì sau 30 giây kể từ lúc chúng ta tiêm ấy vào trong mạch máu ấy, thì lúc bấy giờ cái thuốc tối ưu tử chúng ta nó mới nằm ở trong khoảng ít chưa vào trong tế bào gan, và đấy là 30 giây đầu tiên chúng ta đánh giá pha gì ạ, pha động mạch. Bởi vì lúc bấy giờ nó chúng ta chụp vào chủ yếu là đánh giá ở mạch máu và trong gan, chúng ta đánh giá sẽ tưới máu ở trong lòng mạch, và lúc bấy giờ nó chưa vào trong tế bào gan thế nào. Bắt đầu sau 90 giây thì chúng ta thấy cái thuốc đối quang tử bắt đầu đi vào trong tế bào gan nhưng chưa vào trong đường mật, chưa có tín hiệu đường mật, cái bơm M này chưa hoạt động. Sau 90 giây đây là pha tĩnh mạch cửa, chúng ta sẽ đánh giá ở cái pha tĩnh mạch cửa của bệnh này. Sau 10 phút đấy là pha muộn, như ban nãy anh Trinh có hỏi là cái pha muộn 10 phút đâu, thì đây khi đấy bắt đầu cái bơm M này nó bắt đầu hoạt động và nó sẽ có hiện tượng vận chuyển gadolinium pyruvate từ trong tế bào gan vào trong đường mật, và sau 20 phút thì cái mật độ mà thuốc đối quang tử ở trong lòng mạch không còn, trong khoảng gian vàng còn rất ít và chủ yếu bây giờ là gì, nằm trong tế bào gan và trong đường mật. Như vậy tại sao cái protocol chụp chúng ta sẽ phải chụp ở chỉ là 20 phút sau chúng ta tiêm để lúc bấy giờ là cái pha mà tế bào gan nó sẽ hấp thu pyruvate tối đa, đồng thời bắt đầu vào trong phần đường mật tối đa. Chúng ta đánh giá đấy là cái cơ sở để mà dựa vào tế bào của cái pyruvate nó là như vậy. Thì đối với ung thư gan hoặc là các ung thư gan thì chúng ta có rất nhiều cái cơ chế để hình thành nó, nhưng tự dưng lại người ta sẽ chia thành làm ba nhóm. Một nhóm từ cái nguyên bào trong gan nó sẽ tuyệt hóa qua thành tế bào gan và một tế bào đường mật. Thế thì tùy theo cái mức độ tổn thương đột biến đối với cái dòng tế bào gan hay dòng tế bào đường mật thì cái quá trình chuyển đổi tuyệt hóa từ tế bào gan, tế bào đường mật thành các tế bào nguyên bào ung thư thì nó có sự đan chéo lẫn nhau. Có thể đấy là lý do nó giải thích tại sao trong một cái mô HCC chúng ta lại có thể chúng ta thấy cả mô cả ung thư đường mật, hoặc là trong tế bào ung thư đường mật chúng ta lại có thể thấy cả cái mô của ung thư đường gan. Vấn đề là cái thành phần tế bào nào nó chiếm ưu thế. Điều này nói là điều gì? Điều này nói là rất ít khi chúng ta gặp những trường hợp điển hình chỉ của HCC, cũng ít khi chúng ta gặp điển hình chỉ của HCC. Tại sao? Hình ảnh minh họa vẽ thì là một đẳng, nhưng trong thực tế chúng ta thì rất gặp rất nhiều loại tổn thương là gì, nó mismatch, nó lẫn lộn giữa nhiều loại tổn thương. Do vậy cái này mà trí tuệ nhân tạo mà xử lý được thì rất là tốt, nhưng mà cái này nó rất là khó là như vậy.
tối ung thư gan thì nó là chỉ là giải qua bốn cái loại tổn thương, bắt đầu từ gan lành nhiễm HPV, HCV thì mũ độc mạng tính, nó chuyển sang cái pha hoại tử, sau đó là thoái hóa, và một vùng hoại tử thoái hóa thì vùng còn lại nó sao nó tăng sinh lên. Quá trình tăng sinh lên nó gây ra đột biến nó tạo ra loạn sản, tăng sản, loạn sản là ung thư gan. Thế thì bốn cái quá trình đấy của ung thư gan đấy là tăng sản là quá trình mà gọi là nốt tân tạo, chúng ta có gọi là nốt tân tạo. Thứ hai là đến loạn sản độ thấp, loạn sản độ cao, ung thư giai đoạn sớm và ung thư giai đoạn tiến triển, nó là thuộc vào các cái mức như thế. Thì đối với cộng đồng từ của chúng ta hoàn toàn có thể, đối với biết nó cho phép chúng ta đánh giá được đầy đủ bốn cái giai đoạn phát hình thành ung thư gan như vậy, thì chúng ta sẽ đi vào phần sau. Thì cái phần này là cái phần cũng là cần quan trọng. Vậy thì thuốc đối ung thư biêu biết chúng ta có được đo thoải mái không? Câu trả lời là hoàn toàn là không. Cái thứ nhất là cái độ an toàn của từ như ban nãy em đã trình bày. Cái thứ hai là gì? Cái thuốc đối ung thư này nó chỉ áp dụng trong một số những trường hợp cụ thể, chứ không phải tất cả trường hợp bệnh lý gan chúng ta đều sử dụng. Và đây là theo một số những tạp chí đã đăng tải đã đưa ra một số những cái chỉ định cụ thể đối với cả tổn thương gan, tổn thương cung trong gan. Thì chúng ta thấy ở đây là đa phần là gì, đánh giá di căn là sẽ đến hàng đầu, phát hiện sớm những tổn thương di căn. Cái thứ hai là phân biệt tổn thương của tăng sản tế bào cung trú và tế bào gan là cái chỉ định thứ hai để phân biệt. Bởi vì nếu tăng sản tế bào cung trú chúng ta không làm gì, nếu như không có biến chứng không có gì chúng ta gần như không xử lý được. Nhưng đối với cả u tuyến tế bào gan thì chúng ta biết có những cái thể nó chuyển dạng mãn tính và chúng ta phải giám sát, phải sàng lọc, phải giám sát và theo dõi cái đối tượng này để phát hiện sớm ung thư. Còn lại một số những tổn thương phân biệt các cái giai đoạn hình thành của ung thư gan, phát hiện các tổn thương tận nốt ung thư loạn sản, tăng sản chúng ta sẽ trong nhóm này, hoặc là chúng ta phát hiện ung thư gan nhỏ ở giai đoạn sớm dưới 200 mm thì chúng ta chỉ là một số những hình dạng như tay nhát tiền ghép gan hoặc là tay nhát tổn thương đường mật. Thì thông thường với những tổn thương đường mật thông thường chúng ta đã đủ để đánh giá, nhưng trong những trường hợp mà có giò, có thủng, nếu là sau phẫu thuật thì tổn thương đường mật thông thường không đánh giá được, bởi vì cái dòng chảy của nó rất thấp, chúng ta không thể nhìn thấy được. Thì chúng ta bây giờ chúng ta đánh giá bằng cái này, thì nếu nó có ít ra ngoài thì chúng ta nhìn rất rõ. Đây là một ví dụ bệnh nhân này sơ gan chúng ta nhìn thấy rõ không ạ? Nhưng trên hình ảnh chúng ta thấy có những cái nốt không có hạn chế quyết tán trên nhìn đồng tín hiệu trên T2 có tăng trên T1 infe alpha như nhau infe, và thế thì động mạch chúng ta lại có lấy thêm một số cái nốt khác nữa. Vậy những tổn thương này đối với cộng từ thông thường rất khó để chúng ta trả lời cái tổn thương này là cái gì. Hoặc là trong trường hợp này, vậy một trường hợp sau cắt gan phải chúng ta thấy lớp sàng của dịch tổ bụng các thứ người ta nghi ngờ là có giò được từ mật, giò từ mật, nhưng đối với cộng từ thông thường chúng ta rất khó để đánh giá được. Thì đối với cả biêu viết chúng ta chụp một pha bài xuất tham muộn chúng ta thấy nó có hiện tượng lít kít cái dịch mật ở trong vị trí được cắt ra vào, và khi mà thấy này rồi là chụp PCT là confirm lại cái chuyện là có sự giò mật ở vị trí tương đối. Đấy là một ví dụ về hai cái chỉ định. Thế thì chống chỉ định là gì? Thì nó cái chống chỉ định chung, cái cộng từ nói chung thì cái này em không đi sâu về, chỉ có điều chúng ta cũng nhắc lại chống chỉ định của chúng ta còn từ nói chung ấy, thì chủ yếu là chúng ta chú ý là những tổn thương thận với GFA dưới 30. Trong nhiều cái tài liệu thì người ta thấy rằng là nếu như chúng ta đo được GFA mức lọc cầu thận trên 60 thì chúng ta không vô tư, không thoải mái. Mức lọc cầu thận mà trên 60 là yên tâm. Nếu như 30-60 chúng ta phải cân nhắc xem lợi và hại có nên dùng hay không. Còn nếu như dưới 30 thì chúng ta nên chọn phương pháp khác, không nên dùng cầu thận. Và cách tính GFA như nào thì có nhiều công thức ở trên mạng online, các anh chị có thể mở smartphone ra là tính được dựa theo creatinine huyết thanh. Cái bước này rất cần sự đóng góp của anh em môn kỹ thuật trong bước này. Chúng ta biết rằng là thuốc tối công từ đặc hiệu gan này chúng ta chụp có gan, đó vậy cái tối thiểu là chúng ta chụp ở máy từ gan. Ông cũng là trước cũng có một số anh em cũng hỏi em rằng là nhà em có máy 0.3, 0.2 thì sử dụng cái này được không, thì cũng trả lời luôn là chúng ta không sử dụng, không nên sử dụng, không sử dụng được. Chúng ta phải sử dụng máy từ lực cao với đánh giá được ở biểu biết được và 1.5 trở lên. Liều thì các nhà sản xuất đã đưa ra rồi, đấy cái thông tin này các nhà sản xuất chúng ta cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều là chúng ta chú ý sau khi bơm thuốc tối ung thư rồi chúng ta phải bơm tiếp 20 ml dung môi sinh lý với cùng tốc độ vào để sao để cái lượng thuốc đối ung thư nó động ở trong tĩnh mạch, nó bơm vào nó đẩy hết trong hệ tuần hoàn chung,
nếu không thì nó sẽ ăn. Bởi chúng ta bơm mấy 10 ml thôi mà chúng ta lại bơm lại một đoạn rất là dài từ tĩnh mạch chúng ta tiêm vào đến gan ấy, để lâu thì nó sẽ nó giảm cái hiệu quả đối quang đi và nó gây nhiễu ảnh cái vùng nó tập trung đối quang rất nhiều và chúng ta bơm nước vào để nó giảm nhiễu ảnh cũng như là tăng cái độ tự phản của tổn thương từ bên. Với ba loại thuốc mà tập hiệu quan hiện nay ấy, thì nó có ba cái protocol chủ gần tương tự với nhau thì trừ cái telescan của y này là nó không chủ hoặc là chủ tay nó biết được. Thế còn lại trong cả mantihem hoặc là biovit chúng ta đều có chụp trước tiêm, chúng ta chụp mấy cái xung cơ bản đây, sau đó thì chúng ta tiêm thuốc, chúng ta chụp đa mít ba pha bốn pha tùy theo trường hợp cụ thể chúng ta đánh giá. Thì chúng ta thông thường chúng ta sử dụng mũi xung T1 phát sát và gradient echo, chúng ta chụp nhanh để đánh giá có thể 2 đêm hoặc 3 đêm tùy theo cả cái máy chúng ta có. Sau đó chúng ta sẽ chụp pha nhu mô. Pha nhu mô thì chúng ta sẽ có chụp thì đặc hiệu của đối công tử, chúng ta có hai cái thời điểm quan trọng. Một là cái pha gọi là pha nhu mô, pha epithelium thì cái pha 10 phút ấy, là để đánh giá cái nhu mô gan và cái khoảng mít là chúng ta sẽ đánh giá ở cái khoảng gọi là cái tắt là EQ. Cái pha muộn là cái pha 20 phút là cái pha khi đấy tế bào gan hấp thụ tối công tử tối đa và nó bài xuất được đồng vật, thì cái pha đấy cái tắt là HP là hepatobiliary phase thì nó tắt HP và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện một số thuốc bổ sung, ví dụ cây đường mật hoặc là chi tiêu rừng hay gì đấy chúng ta dùng. Đây một số những thông số kỹ thuật đề xuất người ta đang trên tạp chí điện quang của Mỹ đề xuất cho máy 1.5 Tesla, bởi đây là cái máy mà hiện nay chúng ta phổ biến nhất. Em cấu hình máy 3 Tesla nó khác nhưng với máy 1.5 thì chúng ta sẽ thấy là thứ nhất thì các chuỗi xung gần như chúng ta hiện nay đang làm ở tổng khoa, chỉ có điều cái này em thấy một cái cải tiến rất hay. Thay vì thì chúng ta vẫn đang làm cái việc là chúng ta chụp tim dừng và T2 xóa mỡ trước khi chúng ta tiêm, thì đây người ta cải tiến là bởi vì chúng ta phải thăm khám thời gian rất dài, người ta chỉ chụp xong chuỗi xung cơ bản T1, T2 thôi, xong người ta tiêm chụp ta biết xong, trong cái khoảng thời gian chờ đến 10 phút ấy thì người ta chụp hai chuỗi xung này. Như vậy là người ta sẽ rút ngắn được mấy phút. Thay vì chúng ta chụp tim dừng với cả T2 xóa mỡ trước khi tiêm thì chúng ta sẽ chuyển sang chụp sau tiêm, và chúng ta biết là chúng ta bơm thuốc cô đỡ từ vào nó chỉ ảnh hưởng đến tương phản T1 thôi, không ảnh hưởng gì đến T2 tim dừng cả. Thế nên là người ta sẽ đưa cái tim dừng của T2 xuống dưới trong lúc chúng ta chờ khoảng 10 phút. Thì để anh em chú ý là như thế này. Vâng, đấy thì đấy em thấy là cũng một số bạn cũng anh em cũng đã làm và cũng một số anh em thì vẫn làm theo thói quen là chúng ta đẩy lên trên. Mang nhưng thậm chí là ví dụ như đây là cái protocol của nhà sản xuất của Đức thì người ta thấy cái protocol này người ta vẫn để theo cái thông thường người ta để T2 tim dừng trước. Thế sau đó 18 phút này người ta để bệnh nhân nằm chờ đúng đấy và chúng ta không làm gì cả. Như vậy tổng thời gian là 40 phút. Như vậy đây là cái protocol của chính nhà sản xuất đưa ra luôn. Đây chúng ta có thể thấy đây của EA luôn. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta làm theo cái protocol như này thì chúng ta sẽ mất mấy phút lãng phí ở trong này. Thì thay vì đấy chúng ta chuyển cái phần này sang chuyển này. Và những nhà sản xuất này người ta thấy rằng nếu như mà cứ chụp 40 phút như này ngay cả ở Đức người ta cũng không chấp nhận được, bởi vì cái khả năng vận hành nó quá là tốn kém thời gian, một tiếng cũng chụp các từ là người ta cũng không chấp nhận được rồi. Thì người ta đưa ra một cái quy trình giống như chúng ta là rút gọn thì nó một nửa thời gian. Quy trình này khoảng 20 phút thì trong đó người ta cắt ngắn bớt từ thời gian 8 phút, thì đây là cái quy trình mà gọi là rút gọn trong bước lâu mà chúng ta mật độ bệnh nhân có ra nhiều quá thì chúng ta có thể dựng cái protocol này ở mức độ cho phép chấp nhận được. Thế còn lại lý tưởng thì chúng ta vẫn phải chụp đủ các cái protocol tiêu chuẩn là 20 phút. Thế còn lại cái protocol này muốn rút gọn thì thời gian thăm khám tổng thời gian thăm khám của một ca này thì nó 20 phút. Thì đấy là cái quy trình của rút gọn của chính hãng họ đưa ra là vậy. Cái phần này là phần mà khó nhất mà cũng là phần quan trọng nhất của cái bài ngày hôm nay. Ta lại quay trở lại một số cái tình huống cho nó đỡ buồn ngủ. Đây là bệnh nhân nữ 32 tuổi ạ. Xin mời thầy và anh chị chúng ta sau khi chúng ta đã có một số cái thông tin nhất định về primovit ạ. Động học tế bào của primovit rồi chúng ta có một trường hợp này ạ. Xin mời thầy và anh chị chúng ta cho một số cái gợi ý ạ. HCC tác sản thể nốt công chú này, u tuyến này và ung thư từ mặt trong gan, đấy là cái chúng ta cũng giải thích thành luận.
Đấy, trong trường hợp này chúng ta có gợi ý có idea gì không ạ? À, đây là T2 thường coronal, đây là T1 phá mỡ thì động mạch, đây là T1 xóa mỡ thì tĩnh mạch cửa, và đây là thì muộn. Chúng ta nhìn thấy nó bài xuất ở trong đường mật rồi. Có ai phương án A không ạ? Có ai A không ạ? Có ai B không ạ? Có hay kiến cho đáp án B. Có ai đáp án C không ạ? Dạ. Không có tế bào gan thì mình loại à, vâng, chính xác ạ. Như vậy là em rất mừng là vì mọi người đã nói cho em vừa câu đấy, đến cái câu em rất mong chờ, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy ở cái pha này là cái pha nó không bắt thích được tí nào của gadocitab, tức là gì, trong tổn thương này không có thể chắc chắn chúng ta loại trừ được HNF, dù rằng hình ảnh của nó có trên cái chúng ta mới có thể giống, có thể có sẹo xưa hay gì không cần biết, nhưng ở thì muộn mà không có áp thích, vậy cái vấn đề ở đây cũng là loại trừ được HNF, và cái này nó chính là một cái điển hình của cái adeno. Và chúng ta sẽ đi vào cái điểm hình ảnh của adenom, u tuyến tế bào gan. U tuyến tế bào gan thì đây là một số thông tin về mặt bệnh học nói chung. Thì em chỉ xin nhấn mạnh một tí là đối với mô bệnh học và chất lượng của bệnh u tuyến tế bào gan là về mặt mô bệnh học người ta có 5 tip. Trong đó cái tip 1 và tip 2 là chiếm khoảng 35%. Trong đó tip 2 là cái viêm mà giãn mạch nó sung huyết, nó gọi là tê lăng tách chân gì á, thì tiếp này nó rất hay chảy máu. Nếu chúng ta tiếp tục một từ chúng ta tìm thấy bằng chứng của chảy máu thì khả năng rất cao đấy là tiếp 2, chúng ta có thể tiếp cận chẩn đoán về mặt mô học là như vậy. Còn đối với là tiếp 1 ấy, là cái tiếp mà nó rất hay có mỡ, như vậy nếu chúng ta thấy u tuyến trên inferior mà nó mất tín hiệu thì khả năng cao đấy là tiếp 1. Và người ta đã có những nghiên cứu đối chiếu về sự đặc hiệu của cộng hưởng từ với giải phóng bệnh trong đánh giá tiếp 1 và tiếp 2, thì người ta thấy cái cộng từ đánh giá là chính xác, vậy một độ chính xác và độ đặc hiệu rất là cao so với giải độ giải bệnh. Trong đó cái tip 3 là cái tip mà chúng ta phải thận trọng nhất, bởi vì tip này là cái tip mà tỷ lệ ung thư rất chuyển hóa thành ung thư gan rất là cao, đấy là tip đột biến beta catenin. Thì cái tip này là cái tip mà người ta sợ nhất, vì nó nguy cơ nó ung thư hóa. Đây trên ngành nhuộm người ta sẽ nhuộm hóa một cái tip, định tiếp được những cái tổn thương như thế nào. Thì đối với cả u tuyến tế bào gan ấy, trong một số trường hợp bản thân chúng ta đã gặp rồi, chúng ta nhìn thấy u gan con tạo sinh kết xong, nhưng ở nhuộm HE thông thường chúng ta nhìn thấy tiêu bản trả lời bình thường, không có gì lạ cả. Chúng ta thấy đây là u tuyến tế bào gan hoại tử chảy máu ở đây, cắt sinh kết ra và nhìn trên cái tiêu bản thông thường thì nó rất giống gan bình thường, nó vẫn là tế bào gan sắp xếp theo các cái bè ở xung quanh một cái tĩnh mạch trở trung tâm tiểu thủy. Thế nên là những trường hợp mà phân biệt quá cao ấy, thì rất khó phân biệt u tuyến với cả tế bào gan này. Thì đặc biệt là cái thể cái tip mà đột biến beta catenin ấy, thì đấy là cái thể rất là đặc biệt. Thì trên cộng từ nó có biểu hiện như thế nào? Trên cộng từ thì chúng ta sẽ có một dãy các cái dấu hiệu trên nền gan lành, cấu trúc không đồng nhất, tăng trên T2, nói chung cái gì tăng trên T2 trừ vôi. Nhưng mà mức độ tăng ở trung bình là nó phải tăng cao, tăng trên infusion. Trên inferior phase nếu chúng ta thấy có dấu hiệu của mỡ vi nội bào, mỡ vi thể thì cái đấy khả năng nó là tip 1. Còn nếu không chảy máu thì thường là đấy phải cái tip mà giãn mạch. Trong đó thì chúng ta chú ý ở cái pha muộn, cái pha mà chụp mà đặc hiệu ấy, thì mưa luôn là nó sẽ giảm tín hiệu, nó không có tế bào gan ở trong đấy. Dạ không, bởi vì chúng ta nhớ lại cái cơ sở tế bào mà em nói đấy, khi tế bào gan nó bị biến đổi đi, cái bơm O và bơm M nó bị hủy hết rồi, nó màng tế bào thì nó vẫn còn, nhưng cái bơm mà màng tế bào bơm đặc hiệu đối với cả bưu tuyết là nó sẽ không còn nữa, mà khi ta nhuộm máu thì người ta không còn cái chất chỉ thị đối với bơm nữa, bơm O bơm M nữa, nên cái tế bào đấy nó không còn cái bơm nữa, nó vẫn là tế bào gan, nguồn gốc tế bào gan, nhưng nó đã bị biến đổi và nó không còn cái bơm nữa, không hấp thu, và cái bơm ấy nó bị tổn thương và nó không hấp thu nữa, và lúc đấy là nó không mất. Tức là cái cộng từ này nó đánh giá là tốc độ ở động mạch của tế bào là từ những cái receptor mà nhận cái thành phần LV của đối phương tử ấy,
đấy phần đấy là phần nó gắn màng tế bào. Còn khi mà u tuyến tế bào gan, mặc dù xuất phát từ tế bào gan nhưng cái tế bào đấy nó không còn những cơ bên nữa thì nó cũng sẽ mất. Đây là trường hợp khác à, chúng ta thấy cho lại cái trường hợp đầu tiên của anh đây là vâng ạ. Đây là đây nó cũng có rất nhiều tác sinh mạch các thứ. Và nhưng mà đến thì muộn chúng ta thấy là nó loại hoàn toàn là không phải là không có. À, vâng ạ, anh chờ em một lát nữa thì câu trả lời cuối bài em trả lời. Tất cả adenom đều tổn thương cái vùng đấy. Đúng rồi, thì chắc là nhiều người đọc rồi nên ra là thiết nghi bởi vì nó có mọi người có thêm ý kiến của nữa thì nó sôi động hơn. Và thì chắc là có một số tế bào gan, tí nữa mình sẽ nói về một số loại tế bào gan mà nó biến đổi tín hiệu trên cái pha này như nào. Và em sẽ trình bày sau. Đây trường hợp khác minh họa với cái điển hình của adenom. Trên tinh một chúng ta thấy trước khi tiêm thuốc phá mỡ chúng ta thấy nó hơi tăng nhẹ một tí. Thì động mạch thấy là nó ngấm thuốc rất mạnh, nó tăng sinh mạch, ngấm thuốc rất là mạnh để thì động mạch. Sau thì đến mạch cửa nó không ngoắt sao, nó vẫn còn giữ thuốc ở trong các cái khoảng gian vào. Bắt đầu sang thì muộn thì bắt đầu chúng ta thấy nó bắt đầu thải thuốc đi, nó không còn hấp thu nữa. Bây giờ cái thuốc đối ung thư nó nằm trong khoảng gian vào nó đi hết rồi, mà bắt đầu trôi dần đi. Và tôi sang cái thì nhumo á, chúng ta thấy thì 10 phút thì bắt đầu nhumo gan thì bắt đầu tăng lên. Nhu mô gan bắt đầu sáng lên do quá trình mà vận chuyển glucose vào trong tế bào gan bắt đầu tăng lên. Còn cái tổn thương này nó không chứa tế bào gan thì bắt đầu nó giảm đi. Và sang thì muộn hẳn đấy thì gọi là 20 phút ấy, thì chúng thấy tế bào gan sáng cực lên và cái tổn thương này không còn hết được nữa. Thì đây là một trường hợp điển hình của adenom. Đây là một trường hợp khác như vậy, trên hình siêu âm chúng ta thấy khối tăng âm ở gan và chúng ta thấy khi mà chụp alpha nó giảm tín hiệu xong alpha rất là nhiều cái alpha alpha thì cái trường hợp này chúng ta thấy đây là một tuyến tế bào gan mà bên trong tế bào nó chứa rất nhiều mỡ nội vào và nó rốt tín hiệu ở trên alpha xong alpha. Chụp động mạch thì động mạch thì chính mạch cửa và thủy muộn chúng ta thấy đây là một trường hợp mà cái tip 1 khá là điển hình của cái tip 1 thì chúng ta thấy nó chứa rất nhiều mỡ và nó cũng có tăng sinh mạch thì động mạch. Thì chính mạch cửa ở đây chúng ta thấy sao, nó có giảm tín hiệu khá là nhanh, nó vẫn giống như USA ấy, nhưng mà cái viền xung quanh chúng ta thấy nó vẫn còn những cái viền lớn ở bên ngoài này và nó có chút tương đối đồng nhất. Và đặc biệt ở cái pha này, cái pha muộn chúng ta thấy nó hoàn toàn là cấu tín hiệu của toàn người. Đây là một trường hợp khác, nó cây tối. Thực ra thì trên này thì nó vẫn đồng tín hiệu ở hai cái chung alpha và